Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ ngàn xưa, công lao của người cha và ân nghĩa của người mẹ đã được đúc kết qua hai câu ca dao mang nặng nghĩa tình. Quả vậy, ân nghĩa cha mẹ là không gì có thể so sánh được, như suối nguồn vô tận chảy mãi chẳng khi nào vơi cạn. Trong ngôn ngữ của người Việt, mẫu nghĩa là mẹ. Từ niềm tự hào con rồng cháu tiên, được mẹ Âu Cơ sinh ra bởi bọc trăm trứng, trải qua quá trình bồi đắp và phát triển, khái niệm mẫu ngày càng được mở rộng hơn. Đạo mẫu dần hình thành và trở nên một hình thức tín ngưỡng tâm linh đặc biệt của người Việt, đáp ứng nhu cầu khát vọng trong đời sống thường nhật của một dân tộc được sinh ra, lớn lên và phát triển trong nền văn minh lúa nước. Cây có gốc nở, cành xanh ngọt, nước có nguồn, bể cả sông sâu, người ta sinh trường bờ. Thank you.
dòng dòng sữa mẹ công cha ai từng thuyền gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành bành tổ cao dày mở đường thế hệ mai sau trăm năm một thế dấu chốt đi từng phen hỏi rằng người ở cung thiên trần hoàn cơ bộ tù u hồn liệu cách dương quang Thọ công nhân
lòng ta không nghi mà cũng có đỉnh 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 đỉnh
Oh.
nghi. Đi thiên chúa bà đại nhất hằng hà tiểu dung. Yeah.
chấp để đẹp làm sao đua tiền hòa sao lúc ninh trong để lúc ninh trong để đẹp làm sao đêm đêm đốt đuốc đi rừng nghe ba tiếng nhu dây bông bông xuân sắc tốt tươi dương già soi đến bàn lắm bỏ nhiều hoa soi đến bàn lắm quá nhiều hoa soi đến bàn thì soi xuống suối ôi con suối nước chảy về đâu lại vàng ngơ ngác trong rừng sâu rừng núi ơi nghe tiếng anh người dòng suối trong sông mãi luôn đầy từng thương ngày thương nhiều lắm đó và những đêm mưa rơi trong rừng sâu chú thương nhớ ai thương nhiều lắm đó và những đêm mưa rơi trong rừng sâu hôm đê đã tháng ngày bạn cho tiền tốt đùa dày ý nghĩa bạn cho tiền tốt đùa dày ông lòng cho lắm thì về đây lấy cho nhiều cho đồng dài nhất sang như bồng lộc cho lòng ai được nhiều hơn xưa thành đồng con khuya sớm không ngờ 30, 11, 14 hôm dần 30, 11 ngày dần 14 mà được xin chú ba bạn cho lộc của chú thì vô số hồng hà ý nghĩa chín bãi làm trái chín thơ dùng ra dùng thi quầy gánh đồ nó dùng ra dùng thi quầy gánh đồ nó bên biển sương chiều cá vàng thầy gửi mẹ bạc từng bạc đem cho chăm họ giàu sang đời đời đem cho chăm họ đời đời giàu sang đi lên ngàn mái hoa từ lon dập dùng bông hoa đi lên ngàn hai hoa từ lon cao hái hoa về đây trên non cao hái
mai hoa về đây trên non cao, chú hái hoa về đây. Nước Việt Nam có ngàn đông nụ cõi Bắc Kỳ, có lùi Tây Thiên do chuyện nợ tiên nghi hạ miền ẩn đi hoa
gần xa cúi đầu bái hỏi cách rằng để ai biết những ai gây trên sương lầm mi sừng ngờ phong nghi chỗ này nghề ứng mong thần mắt nguyệt nhiều hoa mai sinh ra tiên nữ kỳ tài. Chắc là tiên đi lữ trên trời đi mà bài sai đôi chiều cô làm tan tan ai bốn dòng sương xa trời bầu xôn xăm tốt tốt tươi dương già soi nơi bàn lắm quả nhiều hoa ý nga trời gần vừa rồi lại xôn xa cho đất nước nhà nhà yên vui soi cho cuộc tu dần dần thường ý soi cách biết đến các tòa sương xa nào đâu tiếng nhạc cung đàn non chùa về vui chân đi chúc cho thành đồng bắt vế thành tâm vui sao mày ngồi sương lâm vui sao vui đi vô cần cũng về đi chim bay liu lu chào hát khúc ca mùa xuân.
Thank you.
xa đất nước bình bình tôi nghe vào đôi mắt thường khóa cài chấm chấm rắt chữ vầng trán xinh vẻ mặt càng xinh chú bảo mồm so là đã dừng lại đi dừng chút.
duyên giúp nghi dừng đường nên luôn luôn cùng dòng ý ơi mà đèn xuống bầy bạc lạc xuống vơi khi tánh nhàn rào khắp mi lơi lơi mai nà rút rút qua chơi tim môi núi nhà rừng xanh mờ lối qua nước sơn thẳng hơi trên non nào uốn uốn đi khúc khúc nghi dầm trường nghi xóm đi làng lơ tơ tiếng trâu ngắm mót gà đồi cục cục vườn trên non ta thiết nghi thanh tâu con chim công nghi múa quạt nở bên Oh,
tài chúa mới ban ra, cứ biết người học để đã đãi ban cho tiền tốt đùa dày. Chim ơi níu lô giàu ra ngót cung ca mùa xuân. Tin yêu nhiều bước 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 chân chân lên hàng kia một ngàn biên kia là kia một ngàn biên thứ hai hoa trên đàn. Đôi tay tiền đi ngay hoa phù dung, đôi tay tiền chú hai bên bông hoa hồng, lào là hoa cúc hoa quỳnh, hoa xoay hoa bản bần hoa lào cúng thương, lào là hoa cúc hoa quỳnh. Đền đi đi đài chúa tiên đi đi hải phòng thuộc quân quân hải đình đình đi
chúa tiên chúng ta. Thank you.
trông lên tòa phạm tính sơn. Giang sơn bát ngát không đâu bạn bạn ở phố cát phủ đô ngang đang đổ nhô nước chảy chảy tràn nô tràn điều một thôi ca cỏ hoa đình điều như vẻ
dâng. Một chiến ý nghĩa tấu thỉnh phương hoa, để từ con dâng tiếng câu văn dân văn ý sự tích quan lớn đề tài quan thái tử giáp mạc nghi thành đồng thiên thai, cô phèn giá cử tạch tạch bà
ngài cờ tiên nhiên một văn quan luân ngài ngồi điện.
thì ra lóc lâu điện khát đi dâng nước tỷ tòa thì hiếp môn khi thành ra mời
đầu nghĩ số mệnh trần gian đi sinh tử hương.